Phim được thuyết minh bởi HD Việt. Tập 3. Nhanh lên, họ chê rồi, mau chuẩn bị đi. Nhanh lên, nổi nhạc lên. Nhanh lên, đi thôi. Mau, mở ra. Chuẩn bị. Các người làm gì vậy? Ông là ai? Cậu yên tâm, chúng tôi không phải là người xấu đâu, chỉ là muốn kết thân với cậu thôi. Giờ lành đã đến, nhanh lên, mau bái đường. Không được, tôi không thể thành thân được. Vị công tử này, chúng tôi làm như vậy đúng là làm khó người khác. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào, tôi đã ngoài 50 rồi, hiếm hoi chỉ có một đứa con gái này thôi. Cậu thương chúng tôi, cứu lấy chúng tôi lần này đi. Mau lên, quỳ xuống. Cầu xin cậu cứu chúng tôi đi. Xin cậu hãy cứu chúng tôi. Hãy cứu chúng tôi. Mau đứng lên đi. Không phải là tôi không muốn giúp, mà là không giúp được. Sao lại không được chứ? Tôi cũng là con gái. Quân gia, phụng lệnh thái quý đưa con gái nhà các ngươi vào cung. Người đâu? Nó chính là con gái của chúng tôi. Chính là nó. Dẫn đi. Không phải, nhầm rồi. Không phải là tôi, các ngươi nhầm rồi. Không phải tôi, cứu mạng. Dân Nhi, thúc phụ, ngọc bội của cháu đâu? Khốn kiếp, đó là do phụ thân cháu truyền lại cho cháu. Ta giao nó cho cháu là muốn cháu ghi nhớ tâm nguyện của gia tộc. Dân gia chúng ta là danh tướng của Tiết Quốc. Ông nội cháu Dân Yến đã anh dũng hy sinh trên chiến trường. Cha cháu cũng đã tận trung báo quốc. Nhưng cháu lại để miếng ngọc bội quan trọng như vậy rơi vào tay kẻ khác. Cháu có biết đó là lỗi lầm lớn thế nào không? Cháu nhất định phải ghi nhớ. Sau này bất kể thế nào cũng không được quên nhiệm vụ phục quốc. Miếng ngọc đó cũng như tính mạng của cháu. Ngọc dở thì người cũng mất, biết chưa? Dạ. Mau tìm nó về đây. Làm thế nào đây? Cha mẹ tôi chỉ có một mình tôi là con gái thôi. Nếu tôi có chuyện gì, ai sẽ chăm sóc cho họ? Tôi vẫn còn muốn đi xem núi tuyết nữa. Không được nói chuyện. Đứng lại. Bắt lấy cô ta. Tránh ra, tránh. Thả tôi ra. Cô muốn đi thật à? Ở đây trong ngoài đều có lính canh gác. Muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, nếu có bị chặt thành từng khúc, hoặc bị giết cho chó ăn, biến thành ma, cũng đừng có tới tìm tôi. Tôi không phải là tuẩn tán quý nhân được chọn. Các người không có lý do gì bắt tôi. Chúng ta đi thôi. Đi theo hay không, tùy cô.
cô nương hãy giữ sức đi. Làm tuẫn tán quý nhân cho đại dương là việc quan trọng như thế nào chứ? Nếu bọn họ đã đưa cô vào đây thì chắc chắn đã có chuẩn bị hết rồi. Cô có kêu gào cũng chẳng ích gì đâu, chỉ một câu thôi. Mạng người có tiền thì đáng giá, mạng của người nghèo thì còn không bằng một con chó. Tôi đói quá. Cô đoán xem họ sẽ làm món gì ngon để tiếp đón tuẫn tán quý nhân chúng ta chứ? Bây giờ là lúc nào mà cô còn muốn ăn? Sao lại không muốn ăn? Tôi không giống như cô, từ nhỏ đã rất nghèo, ăn bữa trước lo bữa sau. Nói không chừng một lúc nào đó sẽ bị chết đói ở trên đường. Tôi tình nguyện làm tuẫn tán quý nhân là mong được ăn no, sớm muộn gì cũng phải chết, không chừng còn được đầu thai là một tiểu thư nhà giàu, cuộc sống còn tốt đẹp hơn bây giờ nhiều. À đúng rồi, tôi còn chưa tự mình giới thiệu. Tôi tên là Hỷ Băng, Lữ Lạc. Đi thôi. Cô có đi hay không? Không ngờ trên đời này còn có người như vậy. Không được, mình không thể ở đây cả đời được. Không thể được. Đặt xong rồi thì bỏ tay ra, đặt nhiều được nhiều. Nào nào nào, nhanh đặt đi. Đầu cá. Được rồi, đặt xong bỏ tay ra. Khoan đã. Trước toàn là đầu cá, đuôi cá. Nghĩ kỹ chưa? Không thay đổi nữa chứ? Không thay đổi nữa. Được, mua xong bỏ tay ra. Đầu cá, đầu cá. Đuôi cá, đuôi cá. Chặt. Đầu cá dài hơn đuôi cá, đầu cá thắng. Nào nào, tiếp tục đặt đi, đặt nhiều thắng nhiều. Nhanh lên, tiếp tục đặt đi. Đầu cá, đuôi cá. Đầu cá dài hơn đuôi cá, đầu cá thắng. Đầu cá dài hơn đuôi cá, đầu cá thắng. Đuôi, đặt hết đuôi cá. Đầu cá dài hơn đuôi cá, đầu cá lại thắng. Đầu cá dài hơn đuôi cá, đầu cá thắng. Đặt xong thì bỏ tay ra. Chuẩn bị. Khoan đã. Hôm nay tay của cậu không được may mắn. Hay là hôm khác tới chơi đi. Ai nói tay tôi không may chứ? Tôi đặt đuôi cá. Chiếc giày đó sao đặt được chứ? Không được, trong sòng bạc không có quy định này. Sao lại không được? Chiếc giày của tôi đáng giá 5 lạng. Nếu hôm nay tôi không thể thắng lại, ông mang chiếc giày này đến trước cửa nha môn, tìm quyển thái gia lấy tiền. Không thiếu ông một đồng nào đâu. Việc này... Việc này cái gì? Ý ông là sau này không cần tôi giúp đỡ nữa, có phải không? Thôi được, nhưng chỉ lần này thôi đó. Vậy không phải là xong rồi à? Bắt đầu đi. Nhanh lên. Đặt xong thì bỏ tay ra. Đuôi cá, đuôi cá, đuôi cá.
chặt. Đuôi cá dài hơn đầu cá. Đuôi cá thắng. Tiếp tục đặt đi. Tránh ra. Đại ca, đại ca, đừng lôi nữa. Trong nhà có chuyện. Cha bảo đệ gọi huynh về. Đi đi, không thấy ta đang bận à? Chuyện có to bằng trời thì cũng gác lại một bên. Nếu đệ muốn ngăn cản ta phát tài, ta sẽ liều với đệ. Không đi có phải không? Đặt nhiều thắng nhiều. Sau này huynh hối hận cũng không kịp đâu. Lúc đó đừng có trách đệ. Cái gì mà hối hận không kịp chứ? Thôi chết. Hai người đừng có úp úp mở mở nữa có được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Nhi, lần này cha mẹ đã lấy hết tiết kiệm, cũng đã lấy hết tài sản trong nhà để chuẩn bị cho con. Lần này hãy làm cẩn thận cho cha. Không phải chứ, đây chính là cái mà đệ nói à? Nếu ta không về sẽ hối hận cả đời à? Con đừng trách Tử Thư, là cha dặn nó nói như vậy. Không nói vậy thì có thể lôi con từ sông bạc về à? Đúng là đồ nghiện cờ bạc mà. Thôi không nói nhiều, trong lòng con nghĩ thế nào, nói cho mọi người nghe xem. Cha mẹ cũng có dự tính rồi. Áp tải Tuẫn Tán quý nhân, mệt chết đi được. Hơn nữa, chuyện này lại liên quan tới người chết. Không may mắn chút nào, con quay về đánh bạc sẽ thua mất. Nhìn gì chứ, con không đi đâu. Đánh bạc, đánh bạc, ngoài đánh bạc con còn biết gì nữa không? Sao chúng ta lại nuôi ra một kẻ không ra gì thế này chứ? Con cũng sắp làm cha rồi, sao chẳng có một chút chững chạc nào cả? Làm cha? Ai làm cha? Còn ai nữa? Còn xem. Nguyệt Nhã mang thai rồi à? Thật ư? Sao con không biết? Còn ngoài đánh bạc còn biết gì nữa? Nguyệt Nhã đang ở đâu? Con muốn gặp cô ấy. Trong phòng đó. Con mau đi đi. Nguyệt Nhã. Phu quân, chàng mau buông tay đi. Nếu cha mẹ nhìn thấy thì không hay đâu. Nàng là vợ của ta, ta ôm nàng ai dám nói gì chứ? Sao vậy? Người ta đã mang thai mấy tháng rồi, ngày nào cũng muốn nói cho chàng biết, nhưng chàng lại không cho người ta cơ hội. Chàng cả ngày ở trong sòng bạc, muốn nói với chàng một câu cũng không được. Không khóc nữa, khóc sẽ không xinh đẹp đâu. Khi mới thành thân, thiếp đã biết chàng ham chơi, nhưng thiếp đều không nói gì. Nhưng bây giờ không giống như trước nữa, chàng sắp làm cha rồi. Nương tử, ta biết ta sai rồi, thật chứ? Đương nhiên là thật, ta có thể thề với trời. Sao vậy? Con đang đạp thiếp. Ta có thể ôm nó được không? Con ở trong bụng, chàng ôm sao được? Ta ôm cả nàng luôn. Ta sắp làm cha rồi.
đẹp lắm. Nhanh lên. Đẹp lắm. Đại nhân, chuyện gì? Triệu công công sai người mang đến một số vật phẩm, nói là để dành cho các tuẩn tán quý nhân. Được. Mở ra. Những thứ này đều là đồ tốt. Nhưng Lâm Mama, những người này đều sắp chết rồi, cho họ dùng những thứ tốt như thế này không phải rất đáng tiếc sao? Vậy ý đại nhân là cho người chết hưởng thụ, chi bằng để cho người sống? Lâm Mama, bà không phải cũng đang cần tiền ư? Đây chính là cơ hội hiếm có của chúng ta đấy. Lão nô hiểu rồi, lão nô hiểu rồi. Các người lấy dùng đi. Ai lấy được nhiều, tối nay ta sẽ ở cùng với người đó. Nào, các người cũng lấy đi. Người trong lòng cô tặng à? Không phải là người trong lòng tôi đâu. Tôi còn không quen biết anh ta. Không quen biết. Cô lừa ai vậy? Tôi nhìn thấy cách cô nhìn miếng ngọc đó là biết không phải rồi. Yêu thì yêu, sợ gì chứ? Có gì đáng xấu hổ nào? Yêu, yêu là thế nào? Yêu chính là nếu cô không gặp người đó thì sẽ nhớ. Gặp rồi lại muốn gặp lần nữa. Thấy người ta bên người con gái khác sẽ tức giận. Nói chung là một chuyện rất vui. Nhưng tôi không biết Quỳnh ấy có nhớ tôi không. Cô sợ Quỳnh ấy không nhớ cô à? Vậy hai người đã cầm tay nhau chưa? Mặt chạm mặt chưa? Đã đắp chung chăn chưa? Đắp chung chăn à? Cứ cho là rồi đi. Cô không biết thế nào là đắp chung chăn à? Biết chứ. Là hai người cùng đắp chung một cái chăn chứ gì. Cô ngây thơ quá. Tôi nói cho cô biết, đàn ông không thích kiểu cái gì cũng không biết như cô đâu. Họ thích kiểu thông minh, nhiều thủ đoạn, biết yêu đương, biết làm kiêu nữa. Còn phải biết làm kiêu nữa à? Thôi đi thôi đi. Cứ cho là cô xinh đẹp hơn tôi. Nếu có một ngày chúng ta cùng yêu một người đàn ông, cô chắc chắn không phải là đối thủ của tôi đâu. Ăn cơm đi. Ăn sớm, ngủ sớm. Đây là ý gì? Chúng tôi là tuẩn tán quý nhân. Cho chúng tôi ăn những thứ này là ngược đãi chúng tôi. Gọi đại nhân các người đến đây. Đại nhân ngủ rồi. Các vị quý nhân chịu khó đợi một chút. Chúng ta đi. Đứng lại. Bữa cơm này chúng tôi dùng cả tính mạng để đổi lại. Vậy cô muốn thế nào? Nhìn bà đem nhiều đồ trang sức như vậy, nhất định là từ chuyện của chúng tôi kiếm được không ít lợi lộc chứ gì. Hôm nay tôi sẽ bắt bà phải nôn ra hết. Các chị em, lên. Phản rồi, mang roi đến đây. Ta đánh các người, đánh chết các người. Đừng đánh bọn họ nữa. Chúng ta đều là người sắp chết rồi. Chỉ cần ngày ba bữa cơm, đêm có chỗ ngủ thôi. Ở đây nhiều người thế này, bao nhiêu cái miệng. Nếu truyền ra ngoài, cô ngược đãi quý nhân tuẩn tán chúng tôi, xem cô giải thích thế nào. Đúng vậy. Ta bảo người nói à, bảo người nói à. Cái mồm cô cũng ăn nói đi nhỉ. Ta muốn trị các người đấy. Nhưng nếu các người muốn chạy trốn, ta sẽ đứng xem các người chạy thế nào. Bây giờ quyền lực nằm trong tay ta đây.
Người tốt nhất đừng có giở trò với ta. Biết thời thế là tốt. Chúng ta đi. Lạc Nhi có đau không? Tỷ nghĩ rồi, trốn cũng chết, mà không trốn cũng chết. Chẳng bằng ý của tỷ là... Bội nghe lời tỷ. Lão nương lấy tính mạng ra đổi lấy bữa ăn. Nếu đã không được như ý muốn, lão nương quyết ra đi. Cuộc đời quả là tàn khốc, nhưng chúng ta không thể để nó làm gục ngã. Ai biết được có kiếp sau hay không, quan trọng là chúng ta phải sống tốt kiếp này. Tỷ có cách gì hay không? Ta vừa để ý thấy mấy nhà hoàng đưa cơm cũng đông tương đương với tỷ muội chúng ta ở đây. Ý của tỷ là các tỷ muội lẽ nào không muốn được đoàn tụ với người thân, không muốn phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già sao? Quỳnh nhất định phải cho muội dũng khí, nhất định phải giúp muội. Tránh ra, tránh ra. Phủ thái úy này thật là, lẽ nào đến cả nến cũng tiết kiệm. Người đâu? Dạ, châm nến lên. Thấy cái gì? Ngươi thấy quỷ hả? À? Bọn họ treo cổ từ dẫn rồi. Tất cả là tại ngươi. Ngươi đã hại chết chúng ta. Được lắm. Người không phải là ma, người giả thần giả quỷ. Cứu mạng, không được động đậy. Các người đã nhìn rõ rồi, ta dám giết người không chớp mắt. Kẻ nào còn dám hé một câu, ta cho các người đi cả lũ luôn. Mọi người mau lên, thay quần áo của bọn chúng vào. Nhanh lên nào. Phủ thái quý này lớn thật đấy. Nghe nói phủ thái quý này có một bầy mỹ nhân ngư, không biết hôm nay chúng ta có được gặp không. Lão đại, ta thấy chúng ta tốt nhất nên đi thôi. Không được cho phép tự nhiên vào hậu đường nhà người ta. Nói ra không được lễ phép cho lắm. Ngươi sợ cái gì? Bây giờ ta đã là trợ thủ của thái quý rồi. Ta đi quan sát xung quanh là điều đương nhiên rồi. Nhưng nhị cái gì? Chúng ta chẳng dễ dàng gì mới tới được chỗ tốt như thế này. Không chơi là có lỗi với chính mình đấy. Đúng đó, đi theo ta, ta bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cứu giới, cứu giới. Hình như ta nghe thấy tiếng người kêu cứu. Cứu giới, hình như ở phía trước. Đi. Các tỷ muội xong cả chưa? Xong rồi, mau đi thôi. Nào, đi đi, nhanh lên thôi. Tỷ định thiêu chết bọn họ sao? Tỷ thật là ghê gớm. Muội nói bậy gì vậy? Ta chỉ muốn nhân cơ hội loạn lạc để trốn thoát thôi. Mau đi thôi.
cẩn thận một chút. Phụ thái quý sớm đã có giới bị rồi, nếu tình hình bất lợi thì rút lui ngay. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên nào, chạy nhanh lên một chút. Này, là huynh. Cô là ai? Sao ngọc bội của ta lại ở trên người của cô? Trả lại đây. Không, không được làm bậy. Ta nói cho cô biết, ngọc bội này là của ta. Tốt nhất cô nên trả lại. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thiếu tướng quân, hôm nay phủ thái quý tứ phía đều có thiếu nữ chạy trốn. Vừa rồi có một toán người cũng tiến vào phủ thái quý. Chúng tôi bị bắt vào đây để tuẩn tán. Chúng tôi đang chạy trốn. Mau đuổi theo. Chính là huynh. Sao không cứu ta mà chỉ muốn lấy ngọc bội? Ta biết rồi. Nhất định là huynh không nhận ra mình. Huynh nhất định không nhận ra ta. Lạc Nhi, sao tỷ còn đứng đó làm gì? Chúng tôi tìm tỷ khắp nơi. Ở đây cửa ra vào nào cũng đóng hết cả rồi, không thể ra ngoài được nữa. Tỷ mau nghĩ cách đi. Đúng đó. Vậy chúng ta chạy hướng này đi, xem có lối ra không. Nếu gặp nguy hiểm, mọi người cứ để mặc ta. Đi đi. Ta sẽ đánh cược một lần. Quỳnh nhất định sẽ quay lại cứu ta. Quỳnh nhất định sẽ quay lại. Như ban nãy Quỳnh đã xuất hiện. Bội biết Quỳnh nhất định sẽ đến mà. Mọi người nhìn xem, phủ thái quý đúng là đặc biệt mà. Tiếp đãi khách cũng khác người. Tôi còn hai chị Quỳnh đệ nữa. Cô nương xem. Người đàn ông này bỗng dưng xuất hiện bước vào cuộc đời mình. Mình không thể ngờ nửa đời còn lại của mình lại liên quan tới tên lưu manh vô lại này. Nhưng có lẽ tất cả đã được quyết định ở thời khắc này rồi. Chỉ là mình nhất thời mê muội, vẫn cứ nghĩ rằng cuộc đời đã định mình sẽ kết duyên với một người khác. Nhưng cuối cùng mình cũng thất vọng rồi. Cứu giới! Người đâu? Cứu giới! Các cô kêu cái gì thế hả? Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu nên mới tới đây mà. Vừa rồi ai kêu cứu thế? Tôi vừa nhìn thấy một con chuột lớn to thật là to chạy từ bên kia qua bên này. Sợ quá nên tôi mới ôm lấy huynh. Xin lỗi nhé. Chuột à? Vậy các cô nhiều người thế này đi đâu vậy? Tỷ muội chúng tôi là đầu bếp của phủ thái quý. Dân lệnh thái quý đầu bếp, chúng tôi phải ra ngoài mua đồ cho bữa tiệc đêm nay. Phiền các đại nhân cho chúng tôi đi. Nhìn thấy chưa? Đầu bếp của phủ thái quý cũng đẹp như mỹ nhân vậy. Kiểu tóc cũng giống nhau, còn đẹp hơn cả mỹ nhân ngư nữa. Đại ca, bên kia cháy rồi. Cháy rồi. Cháy rồi. Cháy rồi. Cứu giới, cháy rồi. Đợi đã, khoan đã. Các cô liễu yếu đào tơ, tốt nhất là ở lại phủ cho an toàn. Tử thư, để đi tìm người đến đây. Được rồi. Đại ca, chạy nhanh lên. Chính là bọn chúng. Cô đánh ta làm gì hả? Chính là bọn chúng. Mau bắt lũ người này lại cho ta. Bọn chúng là quý nhân tuẩn tán cùng đại dương. Bắt lấy. Ngươi làm gì thế hả? Suýt nữa để bọn họ chạy thoát. Sao còn không chịu dạy dỗ họ hả? Chân, còn có lần sau thì đừng mong sống nữa. Dạ, khoan đã. Chúng tôi là quý nhân tuẩn tán. Ngươi dựa vào cái gì mà hết lần này tới lần khác đánh chúng tôi chứ? Cô còn nhớ mình là quý nhân à? Vậy thì cô chạy cái gì? Chúng tôi chạy là vì chúng tôi ăn không no mà không ấm, không được đối xử như quý nhân. Sắp chết tới nơi còn nói sàng. Ngươi có tin ta xử các ngươi tội khi quân chém đầu không? Đánh, đánh hết cho ta. Dạ.
Dừng tay. Nếu bọn họ nói đúng thì không thể hoàn toàn trách bọn họ được. Hải Thiên, người... Tôi thấy môi trường ở đây quả thật là không tốt. Chắc chắn có người giở trò. Tất nhiên người đó không phải là Thái Quý Đại Nhân rồi. Ai ai cũng biết Thái Quý Đại Nhân cần kiệm liêm chính, yêu dân như con, là một vị quan tốt hiếm thấy. Làm sao đại nhân có thể làm những chuyện bỉ ổi như vậy được? Đại nhân, người nói xem có đúng không? Ta tin rằng Thái Quý Đại Nhân sẽ đòi lại công bằng cho các quý nhân, để các quý nhân được ăn no mặc ấm, đúng không ạ? Được, nể mặt ngươi. Nhưng làm anh hùng chỉ được một thời, nhưng phải trả giá đắt đấy. Ngươi đừng có mà hối hận. Chúng ta đi. Cung tiễn đại nhân. Cô không sao chứ? Vị cô nương này, đại ca chúng tôi có lòng tốt giúp cô. Cô thế này là có ý gì? Đại nhân lúc nào cũng nói quy tắc. Đại nhân phải biết đây là khu vực cấm mới đúng. Hơn nữa, các người đang nói chuyện với nữ nhân của đại dương, sao dám vô lễ như vậy hả? Cô nương nói cũng có lý. Chúng tôi xin cáo từ. Đi. Đi thôi. Chàng trai này thật hay. Ta không bỏ cuộc đâu. Hôm nay không thoát được. Ngày mai ra ngoài kia, ta chắc chắn sẽ tìm cách khác. Nhất định phải rời khỏi đây. Hỷ Băng. Hỷ Băng. Sao? Tỷ nói gì ạ? Tại sao? Tại sao huynh không đến cứu muội? Huynh không phải là anh hùng của muội sao? Đại ca, huynh cũng thật là có tình. Làm đại quan rồi không quên huynh đệ, đến cả đi quảng lăng cũng dẫn huynh đệ đi theo. Đại ca cứ yên tâm, bản dạng đệ nhất định sẽ làm tốt, không để đại ca mất mặt. Ba huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu. Hơn nữa ta thấy cũng chẳng phải làm quan to gì. Đại ca nghĩ thế nào là đại quan? Đại trưởng phu phải thống trị cả thiên hạ. Đại ca, chuyện đó cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Nghe nói phía Nam cũng đã có người nổi binh khởi nghĩa. Ta không có hứng với khởi nghĩa. Tuy rằng ta chỉ có một mạng này, nhưng ta cũng muốn làm nên chuyện. Xem ra cái mạng này của ta cũng có chút giá trị đó. Đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ đánh giặc phải đánh kẻ cầm đầu trước. Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta phải hành động ngay. Tỷ còn chưa bỏ cuộc à? Việc càng khó ta càng muốn thử. Ta đau bụng quá, bụng ta đau quá. Có lẽ buổi sáng ăn phải đồ thiêu. Đại nhân, ta đau bụng lắm. Đại nhân, bọn họ bị đau bụng. Đại nhân, bọn họ bị đau bụng, làm sao đây? Sao vậy? Đại nhân, hình như họ bị đau bụng, ăn phải đồ ôi thiêu.
Vậy thì mọi người nghỉ tại chỗ. Ta bảo mấy huynh đệ đưa bọn họ sang bụi rậm trước mặt giải quyết. Dạ. Sao hả? Họ đều là nữ nhân của đại dương, nhìn họ như vậy có vẻ bất kính quá. Nhắm mắt lại là được mà. Người không nhìn cũng không ai ép người nhìn đâu. Dạ. Cô nương sao rồi? Đại nhân, tôi không đi được nữa rồi. Đại nhân có thể đỡ tôi được không? Vậy ta đi thôi. Đa tạ. Đại nhân, không hay rồi, các quý nhân đều chạy trốn rồi. Cái gì? Đứng lại, đứng lại. Không được cử động. Cô định làm gì? Đừng động thủ. Có gì cứ nói. Thả hết mọi người ra. Nếu không ta sẽ giết người. Không được. Khó khăn lắm ta mới có công việc này. Nếu ta thả các cô ra, ta biết nói thế nào với quan trên đây? Chúng ta đều vô tội, vì sao lại phải tuẫn tán? Cô một người không quen biết. Cô xem có công bằng không? Chúng tôi cũng vô tội. Hơn nữa ta sắp làm cha rồi. Cô giết ta, con trai ta sẽ không có cha. Như vậy là công bằng à? Đừng có cợt nhã với ta. Chết dưới tay người đẹp là ma cũng phong lưu. Tay cô không sao chứ? Sau này nhớ tuân theo quy tắc, đừng làm cậu ấy không vui. Đứng lại. Còn dám chạy à? Đại nhân, các quý nhân đã bắt lại cả rồi. Được rồi, đi thôi. Dân. Cô nghe đây, chỉ cần có Hải Thiên ta, ở đây coi như là tường đồng vách thép. Vậy nên tôi không muốn chuyện ngu xuẩn như thế này xảy ra nữa đâu. Hiểu chứ? Đưa cô ta đi. Vừa rồi ngươi nói ngươi sắp làm cha. Ta hỏi ngươi, nếu con gái ngươi bị bắt để tuẫn tán, ngươi sẽ nghĩ gì? Người làm gì trời cũng có mắt cả thôi. Đừng gây nhiều nghiệp chướng. Đi, mau lên. Mau đi. Nhanh lên. Nhanh chân lên. Đại ca, đệ đã đưa người đến đây rồi. Đệ ra ngoài đợi ta. Ta có lời muốn nói với vị cô nương này. Dạ. Nghe nói chuyện chạy trốn là do một mình cô bày ra. Một cô gái yếu đuối như cô mà có gan làm chuyện này, thật là hiếm thấy. Nhưng tôi hiếu kỳ muốn biết, hôm nay những lời khẳng khái cô nói với tôi, rốt cuộc có bao nhiêu lời là thật lòng? Ý ngươi là gì? Được, ta sẽ nói rõ cho cô hiểu. Ta muốn giao dịch với cô. Giao dịch gì? Cô ở với ta một đêm,
ta sẽ thả hết các cô gái đó đi. Nói thì hay lắm, còn tưởng cô chỉ đại tới mức nào. Quá ra cũng chỉ là vì bản thân cô muốn thoát thân mà thôi. Nói lời thì giữ lấy lời, tuyệt đối không nuốt lời. Người nhẹ nhàng một chút. Quynh, Quynh nhẹ tay một chút. Đại ca, sao thế? Bỏ đi. Tại sao vậy? Ta không bao giờ ép người khác, đặc biệt là phụ nữ. Quynh không ép tôi, là tôi cam tâm tình nguyện. Cô khóc rồi. Cô là một cô gái tốt. Cô gái tốt không nên tùy tiện cởi y phục trước mặt nam nhân. Ban dạng, có trường lệnh của ta, thả hết những cô gái này ra. Đại ca, tự ý thả người con gái tuẩn tán là đại tội, phải tru di cửu tộc. Ta nói thả là thả, tất cả mọi hậu quả sẽ do ta gánh chịu. Tuân lệnh. Đi đi, mọi chuyện đã qua rồi. Quynh là người tốt. Đa tạ. Quynh dùng tính mạng của cả gia đình để đổi lại một câu người tốt, như vậy có đáng không? Quynh cho là ta vì cô ấy. Quynh sai rồi. Ta vì đứa con còn chưa chào đời của ta. Ông trời có đức hiếu sinh, ta làm vậy để tích đức cho con ta. Tiễn tới đây thôi. Nhớ là trở về rồi cùng người thân của muội nhanh chóng rời khỏi đây, để tránh quan binh lại tới tìm. Bọn muội sẽ nhớ tỷ, tỷ cũng vậy. Muội đi đây. Tạm biệt. Bảo trọng.
tạm biệt. Thực ra chúng ta không nhất thiết phải làm thế này. Dù sao thì cũng đã là tội chết, chẳng bằng làm phản luôn đi. Đúng vậy, đệ cũng nghĩ vậy. Dù sao hung quân vô đạo đã mất đi lòng tin của nhân dân, vậy thì chúng ta nhân cơ hội này khởi nghĩa, cũng là thay trời hành đạo. Để xem tình hình rồi bàn tiếp. Cha mẹ ta tuổi đã cao, Nguyệt Nha lại đang mang thai, họ không thể sống nay đây mai đó được. Hơn nữa theo luật, Tân Dương đăng cơ sẽ đại xá thiên hạ. Ta tin bọn họ sẽ không dám làm gì. Hải Thiên, Tử Thư, Bàn Dạng, ba người các ngươi tự ý thả người con gái Tuẩn Tán, phạm vào đại tội. Bản quan phán quyết các người theo pháp luật. Ngày mai Tân Dương đăng cơ, theo luật ngài không thể giết chúng tôi được. Ba người các ngươi phạm vào đại tội, làm sao có thể xử tội theo lẽ thường? Nếu như luật pháp không có tác dụng, vậy thì có pháp luật để làm gì? Ta thấy là ông sợ bị chúng tôi liên lụy, muốn nhanh chóng giết chúng tôi. Người giết cho ta. Đại ca, chạy mau thôi. Bàn Dạng, Bàn Dạng, đại ca, chạy mau thôi. Đại ca, chạy mau. Có sao không? Không sao. Không được, ta phải về nhà một chuyến. Nếu như chúng không tìm thấy chúng ta, nhất định sẽ tìm tới nhà. Đại ca, đừng nóng vội. Bây giờ chúng ta đi sẽ dễ bị phát hiện. Nếu không thì đến đêm chúng ta hãy hành động. Chuyện này đều do ta. Nếu như ta không nhiều chuyện, một phút yếu lòng, thì cơ bản sẽ không rơi vào cảnh thế này. Chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút. Theo đệ, bọn chúng bây giờ sẽ truy tìm tung tích chúng ta khắp nơi. Nếu như chúng muốn tìm chúng ta, vậy thì nơi đầu tiên sẽ không phải là nhà đại ca. Bàn Dạng, cha, mẹ, Nguyệt Nha, đại ca, bác gái, tẩu tẩu, đại ca. Mm-hmm.
Đại ca, bây giờ không phải là lúc đau lòng đâu. Xung quanh có thể có mai phục, chúng ta đi khỏi đây trước đã. Đúng đó đại ca, chuyện đâu còn có đó. Thù này nhất định chúng ta phải trả. Đi thôi đại ca. Đừng giết tôi, đừng giết tôi không sai. Đừng giết tôi, cha, con là Thiên Nhi đây. Con là Thiên Nhi đây cha. Con là Thiên Nhi. Con là con của cha. Hải Thiên đây. Thiên Nhi. Đồ nghiệt tử. Mày nhìn mẹ, vợ con của mày đi, đều bị mày hại chết rồi. Cái đồ bất hiếu như mày, quỷ giết người, mày còn mặt mũi nào mà sống trên đời này chứ? Hải Nhi biết mình có chết ngàn lần cũng không hết tội, không dám xin cha tha thứ cho Hải Nhi. Chỉ cầu xin người có thể chém chết Hải Nhi đi, để con có thể xuống địa ngục đền tội cho mẹ và Nguyệt Nha. Bác trai, cha, nếu như cha không nhẫn tâm giết con, vậy Hải Nhi sẽ tự ra tay. Đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đủ rồi, đủ rồi. Mày có quyền gì? Con sinh ra là thuộc về cha mẹ, mày không có quyền đó. Hải Thiên, tới bây giờ mày còn chưa tận đạo hiếu, mày không có quyền chết, mày không có tư cách. Hải Nhi không biết Hải Nhi nên làm thế nào. Hải Nhi thật sự không biết. Bây giờ mày biết nên làm thế nào rồi đấy. Bình thường không biết ta đã nói với mày bao nhiêu lần, nhưng mày không nghe lấy một câu. Chuyện đã ra nông nỗi này, ta cũng không thể giáo huấn mày nữa rồi. Ta chỉ hy vọng sau này giải quyết việc gì cũng nên suy nghĩ cẩn thận, đừng có ý mạnh mà phải ân hận cả đời. Con à, cha, bây giờ cha chỉ còn có một mình con. Cha, 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 Hải Nhi biết lỗi rồi. Hải Nhi thật sự đã biết lỗi rồi. Cha, sau này huynh định thế nào?
Tử Thư, đệ thấy chúng ta đi về phía nam nhờ Vân Thâm giúp đỡ có được không? Nhờ vả Vân Thâm chẳng bằng chúng ta tự làm, chí ít không phải quan tâm tới thái độ của người ta. Nhưng chúng ta chỉ có vài người, muốn khởi nghĩa chẳng phải quá khó sao? Cái này không sợ Bảo Quân vô đạo đã không còn được lòng dân nữa. Mấy hôm nay ta đã liên lạc với một số nơi cũ, họ đồng ý cùng khởi nghĩa. Chỉ cần chúng ta kêu gọi, không sợ không có ai hưởng ứng. Nước Tần to lớn như vậy, giống như mặt trời phía trước đã sắp buông xuống rồi. Ta hy vọng sẽ có người tài xuất hiện. Điều này chẳng phải huynh thường nói đại trượng phu đương quân thiên hạ sao? Do dự không phải là tính cách của huynh. Nhưng cha ta cũng đã già rồi, mẹ và Nguyệt Nha đã không còn. Ta sợ. Đừng lo lắng cho ta. Cha, bác trai, còn cứ liệu mà làm. Ta còn chưa thành ông lão 70, xương cốt vẫn còn cứng rắn lắm, không phải con chăm sóc đâu. Nam nhi chỉ ở bốn phương. Thiên nhi, ở huyện Khấu con dường như chưa có tiền đồ to lớn gì. Hiện nay thiên hạ đại loạn, quần hùng nổi dậy, cơ hội này con có thể tranh giành thiên hạ, tạo phúc cho bách tính. Người làm cha như thế này cũng thấy mừng vô cùng. Có điều, nam tử Hán đại trưởng phu, nếu như không làm thì thôi, một khi đã bắt đầu thì dù có nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, nhất định phải làm tới cùng. Nhất quyết không thể bỏ cuộc giữa đường. Cho dù cha phải mang một bộ dạng khác, như vậy mới xứng đáng với linh hồn của mẹ con và Nguyệt Nha trên trời. Dạ. Đức thúc. Được được được. Tiểu thư. Tiểu thư. Đức thúc, ta tìm tiểu thư thật vất vả. Đức thúc, cháu cần mấy bộ quần áo sạch, cả ngân lượng nữa. Lão già và phu nhân đều rất lo lắng. Phu tiểu thư là chỉ vì việc của tiểu thư mà bị lão già nhốt ở phòng củi rồi. Nhốt ở phòng củi ư? Đúng vậy, cô ấy vì chuyện của tiểu thư còn tự làm mình bị thương nữa. Chịu qua. Chịu qua. Lạc Nhi. Lạc Nhi, xin lỗi muội đã làm muội chịu khổ rồi. Chúng ta là tỷ muội tốt, không phải nói vậy đâu. Đi nhanh thôi, không thì bị cha phát hiện. Không kịp đâu. Đi đâu chứ? Đi đâu cũng tốt hơn là ở đây. Đi thôi. Nhưng một người con gái thì... Con gái thì đã sao chứ? Con gái cũng không kém cỏi gì con trai cả. Nhưng mà Lạc Nhi à, đại tiểu thư của tôi đúng là cô rồi. Lão gia bây giờ tốt rồi, đại tiểu thư đã về rồi. Lão gia và phu nhân sau này không phải lo lắng nữa rồi. Cha, con còn biết đường về à? Ta tưởng con quên cái nhà này rồi chứ. Lạc Nhi, nhanh xin lỗi cha một tiếng đi. Nhận sai là không có chuyện gì nữa. Nhìn xem. Nhìn mà xem. Bà nhìn xem đi. Nó không sai. Là tôi sai. Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ. Nuôi cái đồ đi ngược với đạo lý như thế này là lỗi của tôi. Ngọc Nô, lấy gia pháp ra đây. Lão gia, người cũng không nghe lời của ta nữa à? Dạ. Cha, con không phải miễn cưỡng nhận lỗi. Cha không quản giáo được con là do người cha này vô dụng. Ta không có tư cách để giáo huấn con. Chịu qua. Con quỳ xuống cho ta. Tại sao cha lại bắt Diệu Qua quỳ? Ta hỏi con, từ khi con tới Lữ gia, ta đối xử với con thế nào? Ân tình nghĩa mẫu đối với con nặng như sơn, vậy sao con lại tự ý thả Lạc Nhi? Bây giờ ta sẽ phạt con, con có phục không? Diệu Qua cam tâm tình nguyện chịu phạt. Được. Con nghe đây, chịu qua phải nhận những thứ này đều cho con cả. Nếu như con còn không có lương tâm thì sau này làm người phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Nếu không, mẹ con, mẹ hai con và cả chịu qua đều phải trả giá cho những gì con làm.
Lão gia, tránh ra. Cha, cha đừng đánh muội ấy. Cha hãy đánh con đi. Nghĩa phụ đều do lỗi của con. Người đánh con đi. Đánh con. Được, vậy ta đánh cả hai đứa. Để xem về sau còn dám đi khỏi nhà không. Để xem còn dám không nghe lời ta không. Ta đánh. Ta đánh đi. Lão gia, đừng đánh nữa. Lạc Nhi, tỷ tỉnh rồi. Tỷ có thấy khó chịu ở đâu không? Muội đi mời đại phu cho tỷ. Tất cả là do muội không tốt. Nếu không vì muội thì tỷ không tới nông nỗi này. Muội sao vậy? Tỷ không sao, tỷ không sao mà. Tỷ không đau tí nào. Không tin muội xem đi. Nhẹ chứ. Tỷ còn nói không đau, chứ thương bị rách rồi kìa. Lạc Nhi, sao tỷ lại ngốc như vậy? Người nghĩa phụ muốn đánh là muội. Sao tỷ lại chịu khổ vì muội? Vì chúng ta là tỷ muội tốt. Tỷ muội tốt thì sao để một người chịu khổ được? Huống hồ chuyện này là do tỷ gây ra. Nếu như tỷ không đứng ra, vậy thì không có nghĩa khí gì. Lạc tỷ, muội xin lỗi. Muội xin lỗi. Xin lỗi tỷ. Làm gì mà nói xin lỗi mãi vậy? Là lỗi của muội. Muội không nên thả tỷ ra. Tỷ biết không, lúc tỷ chưa tỉnh lại, muội đã rất hối hận. Không. Nếu như để tỷ chọn lần nữa, tỷ vẫn chọn như vậy. Tại sao? Bởi vì tỷ đã gặp được tình yêu của mình. Tình yêu. Ý tỷ là chuyện quyết định cả cuộc đời. Nghĩa mẫu nói đó là chuyện con gái không được làm. Muội thấy tỷ giống người con gái bất chính không? Vậy thì đúng rồi. Tỷ nói cho muội nghe, tình yêu rất tuyệt vời. Tuy muội có thể không gặp được người ta, nhưng lại nhớ nhung hơi thở của người ta, hơi ấm bàn tay của huynh ấy, cái ôm của huynh ấy. Sau đó muội sẽ bắt đầu liên tưởng, hồi ức như hình với bóng sẽ bắt đầu theo muội. Sau đó trong một đêm, dường như muội có thể hiểu được ý nghĩa của sinh. Tỷ tin rằng sẽ được gặp lại. Tất cả đều là sự sắp đặt của ông trời. Cảm giác thật tuyệt. Không biết sau này muội có thể gặp được người như vậy không. Vậy huynh ấy đâu? Bọn tỷ đã thất lạc rồi. Lạc Nhi, tỷ đừng đau lòng. Có duyên nhất định sẽ gặp lại. Muội biết miếu nữ qua cầu duyên rất đúng. Khi nào khỏe, muội sẽ đưa tỷ đi. Đã đến cửa rồi sao lại không vào? Đừng mượn cớ nữa. Sao chứ? Ông vẫn không bỏ được thể diện của lão cha, không dám dắt mặt vào đó đúng không? Được rồi, tôi vào cùng ông. Lạc Nhi đã lớn như vậy, tôi đã bao giờ nặng tay với nó như vậy đâu. Được rồi, hối hận thì mau vào xem nó thế nào. Hai cha con ông rõ ràng là rất quan tâm nhau, mà lại cứ như nước với lửa vậy. Nếu mỗi người có thể nhường nhịn một chút, tôi là người ở giữa, cũng không biết phải lo lắng thế nào nữa. Được rồi, bà đừng nói nữa. Tôi đi xem binh khí luyện tới đâu rồi. Vào chào thăm nó đi.
Sao vậy? Thúc thúc, cha và mẹ đều chết trong tay bạo chúa. Hắn lẽ ra phải chết trong tay cháu. Chết trong tay ai cũng vậy thôi. Hắn cũng đã chết rồi. Nhưng Trần Quốc vẫn còn. Có lẽ sắp không còn nữa. Ý thúc là chúng ta có thể xuất binh. Ta đã sắp xếp đưa hậu nhân của Tiết Dương vào cung. Mấy ngày nữa sẽ tổ chức đại lễ đăng cơ. Sau đó thúc cháu chúng ta sẽ làm quân sư, xây dựng Giang Sơn. Hậu nhân của Tiết Dương, sao lại phải đón tên tiểu tử trong gia súc đó về? Giang Sơn của ta là do chúng ta lập nên, dựa vào cái gì hắn ta lại dễ dàng có được? Dân Nhi, đánh trận không đơn giản như cháu nghĩ, nhất định phải có nguyên do chính đáng mới được. Chúng ta lật đổ nước Hạ, tự nhiên sẽ có người hưởng ứng chúng ta. Nếu đơn độc hành động, rất dễ bị hiểu lầm là có mưu đồ đoạt vị. Đến lúc đó sử sách ghi chép ô danh vạn năm. Cháu không quan tâm sử sách viết gì, cũng đã chết rồi, lưu danh lại để làm gì? Cháu thấy chỉ cần chúng ta binh sĩ tinh nhuệ đồng loạt tiến đánh, cháu không tin có chuyện gì mà chúng ta không giải quyết được. Dân Nhi, Dân Nhi, đứa trẻ này quá nóng vội rồi. Nếu không thay đổi tính tình này, sớm muộn rồi cũng chịu khổ. Đại Dương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mau nói xem, chúng ta có thể đánh từ phía tây trước tiên, sau đó hình thành thế trận bao vây. Dân tướng quân Tô tiên sinh, ông đến rồi à? Dân Nhi, để ta giới thiệu với cháu, đây là mưu thần giỏi nhất của thủ hạ Tằng Dương, Tô Triết, Tô tiên sinh. Thúc phụ đặc biệt mời ông ấy đến lần này để phò trợ chúng ta dạng binh bố trận. Tô tiên sinh, đây là cháu trai của ta Dân Cuồng, đã nghe danh Dân công tử từ lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Thất kính, thất kính. Ta có nghe nói ông đã từng hành thích bạo chúa của Trần Quốc, có đúng không? Đáng tiếc lại thất bại. Nếu ta ở đó, nhất định sẽ thành công. Người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, Tô tiên sinh đừng cho là thật. Ông xem đi, trước mắt quân sĩ chúng tôi đã hình thành thế nan quạt. Bốn mặt mỗi nơi đều có một thành lũy. Ông thấy chúng tôi nên tấn công từ phía nào trước? Từ đây nhìn, tình hình không nên tấn công. Nhưng theo tại hạ thấy, tấn công vào phía quan ải sẽ có lợi. Xin nói rõ hơn. Khu vực quan ải khuất nẻo, không có quân binh phòng thủ, tấn công tốt, đó là cái lợi thứ nhất. Địa thế thuận lợi, dạng nhất quân lính Trần Quốc kéo tới, dễ lui, đó là cái lợi thứ hai. Thúc phụ, nếu đã quyết định tiến đánh biên ải, nhiệm vụ này hãy giao cho cháu đi. Cái này, Dân Nhi xin đi. Được rồi, ta đồng ý. Nhưng cháu cũng phải đồng ý với ta một điều.
Ta mời Tô tiên sinh đi cùng. Lúc chiến đấu gặp bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với Tô tiên sinh rồi mới được quyết định. Được, cháu đồng ý. Đứa trẻ này tính tình lỗ mãng, trên đường đi nhờ tiên sinh chỉ dạy thêm. Đúng là nên dạy bảo, nhưng có thể dạy dỗ nó thành thiên lý mã hay không còn phải xem bản thân nó thế nào. Tiên sinh nghĩ lần này chúng ta có thể thắng được không? Chắc tướng quân cũng đã có tính toán. Ta biết với tính khí của Chân Nhi, trận này muốn đánh lâu dài có lẽ không phù hợp, nhưng hổ già còn phải để hổ con vào gian nan nguy hiểm để rèn luyện tinh lực dạng dặm của nó. Ta thấy người trẻ tuổi nên nếm mùi khổ cực một chút. Bây giờ không chịu được, sợ sau này nó lại phải chịu khổ nhiều hơn. Tướng quân nghĩ thật chu đáo. Nữ oa nương nương, chiều qua không cầu xin người điều gì, chỉ mong tìm được một người chồng thật lòng yêu con, mong người thành toàn cho. Nữ oa nương nương, con mong được gặp lại huynh ấy, người nhất định sẽ giúp con đúng không? Xin hỏi hai vị cô nương muốn xem về tương lai hay duyên phận? Duyên phận. Đây. Thật kỳ lạ. Sao vậy? Không tốt à? Hai vị cô nương, một người là có duyên không phận, một người lại có phận nhưng không có duyên. Hơn nữa cả đời đều phải chìm đắm trong sự đau khổ của ái tình. Người thật quá lắm, cứ cho là muốn lừa tiền thì cũng nên nói dễ nghe một chút chứ. Lạc Nhi, đừng nghe hắn nữa, chúng ta đi thôi. Cô nương, trên quẻ viết như vậy đó. Cô nương nếu không tin, tại hạ cũng không có cách nào. Nhưng tại hạ tuyệt đối không nói bừa. Chỉ như vị cô nương bên cạnh cô đây, tại hạ chỉ nhìn tướng mạo cũng có thể biết được cô ấy mày rồng mắt phượng, có mệnh làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng cuộc chiến chống Trần nói ta có mệnh làm mẫu nghi thiên hạ sao? Lẽ nào huynh ấy sẽ làm hoàng đế? Chịu qua, muội đi trước đi, ta muốn ở lại nghe xem sư bá nói gì. Vậy muội ra bờ sông đợi tỷ. Được. Vừa rồi ngươi nói ta có mệnh làm mẫu nghi thiên hạ, xin hỏi sẽ ứng nghiệm ở người nào? Ý ta là người có duyên cũng đã xuất hiện. Cô nương chưa cảm thấy gì à? Đúng là huynh ấy. Vậy chúng ta đến khi nào mới có thể gặp lại? Trăm năm ngồi cùng thuyền, nghìn năm sẽ chung chăn gối. Có duyên nhất định sẽ gặp được. Vậy ta nghe theo lời ngươi. Cô nương, tôi vẫn chưa nói hết. Người đó anh ta là một tay cờ bạc. Cô nương, Lạc Nhi, tỷ có chuyện gì vậy chứ? Đến giờ vẫn chưa ra. Tình yêu thật sự đẹp như tỷ ấy nói sao? Tại sao ta vẫn chưa gặp được một người khiến ta động tâm? Sao vậy? Không phải là lỡ núi đó chứ?
Người có duyên ắt sẽ tự thấy. Cô nương, cô không sao chứ? Sau này đừng tự tiện đi linh tinh nữa, rất nguy hiểm. Chúng ta đi thôi. Vậy ra đây chính là rung động. Chịu qua, muội chạy đi đâu vậy? Không phải nói đợi ta ở bên bờ sông mà. Hại ta lo lắng cho muội, tìm muội bao lâu rồi? Muội không sao. Được rồi, được rồi. Ta biết muội rất ít khi ra ngoài một mình. Ta không nên để muội đợi ta lâu như vậy. Xin lỗi muội. Này, muội có nghe ta nói không đấy? Lạc Nhi, muội cảm ơn tỷ. Cảm ơn tỷ nói muội đợi ở bờ sông. Cảm ơn tỷ nói mà không tới. Muội thật cảm ơn tỷ. Cảm ơn tỷ. Cảm ơn tỷ. Muội sao vậy? Sao vừa không nhìn thấy một lúc mà đã thành thế này rồi? Muội không sao. Muội rất khỏe. Muội khỏe lắm. Dịu qua sao vậy nhỉ? Bình thường muội ấy có thế đâu. Cô nương không sao chứ? Sau này đừng tự tiện đi linh tinh nữa, rất nguy hiểm. Chịu qua, muộn thế này rồi, có chuyện gì à? Lạc Nhi, muội không ngủ được, muốn tìm tỷ nói chuyện. Sao muội lại mặc thế kia? Không lạnh à? Mau vào đi. Lạc Nhi, tỷ có nhớ hồi nhỏ chúng ta cũng thường như thế này, cùng nằm trong phòng nói chuyện cho tới tận khi trời sáng. Tỷ nhớ, đương nhiên là nhớ rồi. Nhưng khi lớn muội lại không đến nữa. Lại phân cái gì là con nuôi con đẻ. Đó là sự thật mà. Muội không muốn người khác cảm thấy muội không biết thân biết phận, không biết tiến lùi. Muội đó, muội nghĩ quá nhiều rồi. Muội biết không, trong nhà không ai coi muội như người ngoài cả. Muội là muội muội ruột thịt của ta, mãi mãi là như vậy. Nhưng muội còn phân biệt nữa. Ta đi luôn đó. Đừng mà, muội không cho tỷ đi đâu. Tối nay muội không muốn ngủ một mình. Sao vậy? Sao lại mơ mơ màng màng như vậy? Ốm rồi à? Không có mà. Lạc Nhi, tỷ có biết thích một người là như thế nào không? Muội có người thương rồi à? Không có, muội chỉ hỏi vậy thôi.
Cảm giác thích một người là nhớ đến người đó bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nhưng khi gặp người đó rồi, muội sẽ không biết phải nói chuyện thế nào. Hơn nữa, tim còn đập rất nhanh nữa, mặt thì đỏ lên. Còn nữa, khi muội thích một người, tất cả những khuyết điểm của người ta đều biến thành ưu điểm. Vậy sao? Đợi muội gặp được người trong lòng rồi thì muội sẽ biết thôi. Nhưng nếu không gặp được thì sao? Không đâu, có duyên sẽ gặp được. Có duyên. Được rồi, ngủ sớm đi. Lạc Nhi, tỷ nói sau này chúng ta sẽ được gả cho một người là đại tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã, hay là một người học sĩ văn thơ ưu nhã? Ta cũng không biết. Muội muốn gả cho đại tướng quân, ít nhất huynh ấy cũng sẽ bảo vệ được muội. Muội có nhớ hồi nhỏ chúng ta ở bên bờ sông đã giấu hộp ước nguyện không? Đương nhiên là nhớ rồi. Lúc đó chúng ta chôn hộp chứa những tờ giấy viết về đối tượng lý tưởng của mỗi người, chỉ là quên mất hồi đó đã viết những gì rồi. Vậy hôm nào chúng ta ra đào nó lên xem nhé. Được, được thôi, ngủ đi, nhắm mắt lại nào. Ngủ thôi. Chà, bàn dạng ra ngoài nghe ngóng tin tức đã lâu rồi, sẽ không có chuyện gì chứ? Chà, cha yên tâm đi, bàn dạng công phu giỏi như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe nói quân của Chân Cuồng đã bắt đầu tấn công Dùng Biên Ngải rồi. Còn nói xem, người khác tạo phản, các con cũng tạo phản. Tại sao người khác thì quanh quanh liệt liệt tiến công, các con lại phải trốn trong hang này? Bá phụ, chuyện này còn phải xem thời cơ, nóng vội không được. Thời cơ, cứ đợi trong đây thì biết bao giờ mới có thời cơ chứ. Các con đó, cả đời cứ làm con rùa rụt cổ thôi. Tin tốt đây. Mau nói đi. Chân Cuồng đã tiến công 10 ngày rồi, lương thực chuẩn bị không còn nhiều, rồi sẽ cạn kiệt. Mà Dùng Biên Ải còn có một lượng lớn lương thực tích trữ. Nếu cứ tiếp tục đợi như vậy, Chân Cuồng nhất định sẽ thất bại. Nếu như Chân Cuồng liên thủ với chúng ta giúp hắn chiếm lương thực Dùng Biên Ải, trong ngoài phối hợp mở cửa thành, chúng ta có thể chiếm được Quan Ải rồi. Tốt. Chủ ý của bạn dạng không tồi. Ta thấy chỉ 2-3 người các con cũng không thể thành đại sự được. Chỉ bằng nhân cơ hội này dựa vào Chân Cuồng, nói sao cũng hơn là cứ ngồi đây đợi. Không được, không thể được. Tại sao lại không được? Hiện nay phần thắng đang nghiêng về phía chúng ta, tự nhiên sẽ do chúng ta định đoạt. Nếu như chỉ yêu cầu người khác thu nạp chúng ta, khó tránh khỏi mất hết giá trị. Ý của ta là tìm người đưa thư cho Chân Cuồng, nói với hắn ta muốn đại ca ngang bằng với hắn.